ok, tiếp từ đây thì mọi người dùng lực ở chân giữa này, xoay lọc vòng, xoay rất chậm. Chân nào đến đây. Ấy được không? Chân chung, chân chung, thấy không? Chân chung. Cái gì đây, cái gì đây? Mày có là tập trung vào đây. Ok, là làm việc. Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tập bài Candy, bài mới của Bách Hương EXO nhá. Hôm nay thì có sự trợ giúp của anh Cường. Ok, hello, hôm nay mình mới cùng với cô Hiền sẽ cùng mọi người tập bài Candy của Bách Hương, bạn điệp khúc. Ok, let's go. Ok, đây là phần 1 điệp khúc. Mình và cô Hiền sẽ cùng nhảy mẫu mọi người nha. 5, 6, 5, 6, 7, 8, turn, you are, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng đi đến phần giải thích chi tiết nhau. Đầu tiên thì mọi người nhảy bật hai chân lên cho mình và bay ra trên, hoặc là chỉ là you 5, 6, 7, 8, A. Ok, tiếp theo chỉ you. Và mình có thể mọi người nhảy bật chân đá về trước. Đúng không? Tay về thả lỏng thoải mái. Tiếp và mở. Ok, chụp ở giữa 5, lại nhá. 5, 6, 7, chậm, mở, chỉ, bật, đá, về, đây. Vừa nãy là mình dừng ở đây đúng không? Và sau đấy thì mình sẽ lấy lực chung của chân này, chân phải. Và chúng ta cùng xoay vào vòng nhẹ nhàng, xoay về đây. Về đây đã, xong rồi 180 độ còn lại, mọi người xoay tiếp một vòng. Và đặt chân này ra, chậm, chụp lại ở đầu chân này. Ok, mình thử lại nhé. 5, 6, 5, 6, 7, thật chậm, xoay, and, dừng. Ok, dừng ở nhịp 3. Và sau đó mình bỏ qua nhịp 4, 4, rất là chậm. Đưa tay lên đây. Chậm, kéo lên 4, 5, 6, thì hai chân sẽ bật phát. 5, 6, ok, dần dần thu về giữa. Lại nhé, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tiếp luôn. 7, 8 mình ném tay lên. 7. Sau đó 8 thì xoay chân về đây. Đây thì xong. Ok, lại. Từ lần 3 nhé. 1, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, sau nhịp 8 này mình sẽ thu chân về. 8 thu tiếp và đổ lên phía trước, bước sang. Ok, mình thử lại nhá. Về đây là nhịp 8, 8 thu chân về và bước lên phía trước. Ok, và nhịp 1 mình làm lần nữa và dừng lại ở đấy. Và sau đấy thì mình sẽ đi tiếp tiếp theo nhá. 5, 6, 5, 5, 6, 7, 8, and 1. Ok, bạn này đơn giản thôi, mọi người bước trụ sang bên này. Thu về, xoay người sang và trụ tiếp bên này. 2. Thu về, trụ tiếp bên này. 3. Như lần này, mọi người sẽ đổ người về giữa này. Xong lại tiếp, trụ tiếp ở bên này. Ok. Đấy là về phần chân nhé, mình sẽ thử làm lại nhé. 5, 6, 7, 8, and 1, đổi, hết, đổi, hết, và hết. Ok, bây giờ thêm phần tay, các tay mọi người thoải mái thôi. Bước theo chân, 5, 6, rất chậm, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, về trụ ở giữa. Ok, ok. Tiếp đến nhá, mình còn làm bước chân đơn giản, mọi người nhìn chân trước nhá. Sau khi bị tạo thì mình đã đứng thẳng như này rồi. Thì mọi người bước 1 ở đây, 1, bước sau, và stop, tiếp luôn, đổi, 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 và stop. Ok, lại một lần nữa, 5, 6, 7, 8, chắc, 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 8.
cha cha cha. Đây, ok, bây giờ nhấc tay nhá. 5 6 5 6 7 8 cha cha cha. Đây, cha cha cha. Ê, ok, đấy mọi người có thể thấy khi mình bước chân về sau á thì tay mình sẽ đánh lên và nó sẽ ở mình 2 1 2 3 4 5 6 7. Ok, nhịp 2 và nhịp 6. Chúng ta lần cuối cùng để chốt này. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ thử đếm nhịp từ đầu đến đoạn này cùng với mọi người nhá. 5 6 7 8 U A E A E 3 4 5 6 7 8 M 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Rồi, tiếp luôn này. Tiếp luôn. 5 6 7. Sau đấy thì động tác đơn giản thôi, mọi người sẽ đổi người sang trụ sang hai bên, nhìn thẳng phía trước nhá. 1 2 3 4 đúng không? Mọi người đổi trụ sang hai bên thế. 5 6 7 4 lần. 1 2 3 4 cũng kể 5 6 thêm tay. 1 2 3 4. Ok, dừng ở đấy. Ok. Sau khi mọi người đã quen với 1 2 3 4 thì tiếp luôn chân mình sẽ vào nhịp 5 6 7 8 như sau, rất đơn giản thôi. 5 mọi người vẫn lúc này mọi người vẫn đều chân nhé. 5 6 7 8. Ok, lại 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, thử này, thử từ 1 đến 8 này. 5 6 7 8 1 2 3 4 bước 5 6 7 8. Ok. Và bây giờ nhịp tay ở đoạn 5 6 7 8 thì đơn giản thôi. Mọi người sẽ đặt bên trái trước. À, bên phải. Không. Bên phải. Bên trái và xoay một vòng về đây. Ok, đoạn này thì mọi người nhớ nhá là chỉ mình chỉ di chuyển kiểu tay thôi. Di chuyển kiểu tay cũng không, mọi người không vung vung nhá. Di chuyển khỉu. Khỉu và xoay một vòng lại. 5 6 7 8 khỉu khỉu xoay một vòng. 5 6 7 8 khỉu khỉu xoay một vòng lần cuối thôi nha. Thắt thắt xoay một vòng. Ok, và bây giờ thử ghép lại nhé. 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 step 5 6 xoay về lại. Yeah. Ok. Bây giờ chúng ta thử ghép lại từ đầu đến cuối nha, để chúng ta kết thúc đoạn 1 ở đây. 5. Ok chưa? 5 cố lên. 5 6 5 6 7 8 turn you 1 2 and 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 lên 2 2 3 4 5 6 7 and jump. Yeah. Nice. Đến đoạn thứ 2 thì mình và cô Hiền sẽ cùng điểm mẫu cho mọi người lần nữa nhá. 5 6 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7. Yeah. Yeah. Ok. Bây giờ đến đấy chi tiết nhá. Đấy chi tiết nhá. Đấy chi tiết. Nhớ này. 5
sau khi trước đấy là mình đã dừng lại rồi. 5, 6, 7, 8, ok là đấy đơn giản thôi. Mọi người một tay chụp ra sau và nhún mặt lên. Ngược lại kia, nhún. Bật, ok, làm thử lại, nhấn chụp. 5, 6, 7, 8, nhún, ê, nhún, ê, nhún, ê, nhún, ê, 5, 6, 7, ok. Sau khi đã quen đấy rồi thì tiếp theo mình sẽ dừng lại rồi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 đi xuống. 6 nhân năm sang. Người nghiêng như này, chụp ở bên này này, để sẵn sàng rơi chân này lên. Và mình sẽ 7 và 8. Các bên tay để theo chân. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ok. Làm một lần từ đầu đến 8 này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Ok, dừng lên tiếp luôn. Sau đấy thì mình sẽ... Ok, trở lời. Sau đấy thì mình sẽ 2, 3, 4, về sau. Ok, là 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, tiếp luôn. And 5, 5, ok, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, and 5, nhún, 7, nhún, ok, lúc đấy, đúng không? Lúc đấy thì tay mình sẽ như thế nào? Và kéo, bước, nhún, tiếp, luôn, tiếp, luôn, 2, lần, nữa, rồi, ok. Đó, bây giờ mình sẽ nhét vào nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Ê, ê, ok. Tiếp luôn nha, mình sẽ đơn giản thôi. Sau đấy, bước, nhún và step, nhún tiếp, step, and nhún. Ok, hai cái, sau khi 5, 6, 7, 8, A, nhún, tiếp luôn, A, nhún, A, nhún. Tiếp luôn này, chúng ta đơn giản thôi. Mở chân. Ok, quay phía trước thì nó dễ nhỉ? Về các bạn là mọi người vẫn nhún xuống rồi. Vẫn nhún xuống như thế này. Mở, đúng rồi. Thêm tay nhé. 5, 6, 7, 8, lên, nhún, về, nhún, về, rồi, nhún, về, đánh, đánh, nhún, về, đánh, đánh, nhún, về, ba lần, về, đánh, nhún, về, đánh, đánh, ok, đó, ghép lại nha, từ đó, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, nhún, 7, nhún, 2, 3, 4, 5, 6, ok, thấy chưa? Làm lần nữa nhá, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, nhún, 7, nhún, 2, 3, 4, 5, 6, ok. 7, 8, rồi bật một phát ở chỗ 7, 8, dừng lại. Ok. Tiếp tới luôn này, mọi người thu chân về sau. Đẩy, chu ra sau. Và bật lên về trước. Ok, rất đơn giản. 5. Ok. Ok, được không? Tiếp theo, mọi người sẽ đẩy chu ra sau. Đẩy ra sau. Và hơi nhất chân lên phía trước. Bởi vì chu ra hết phía sau rồi. Sau lại thu về. Thử một lần nhanh hơn. 5. 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 2. Tiếp theo, mình sẽ bước chân này về sau. Back, thu về và step lên. Sau đấy, trượt sang bên này. Ok, lại lần nữa, chân rồi. 5, 6, 7, 8, dừng, khắc, and lướt. Ok, ok.
cái này thì nhịp tay hai nhịp đầu đi chân bước về sau mọi người sẽ thoải mái hơn cho mình. Với mình thì mình sẽ làm thế này. Ok, với Hiền thì sẽ làm như thế và mình 5, 6, 7, 8, 1, and 2. Ok, chỉ đến đây. Và 3, sau khi ưng chân ra thì rút cho mình 3, 4, 5, 6, 7, 8, thu về. Ok, thử lại này. Một lần 8 này, 5, 6, 7, 8, 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Và giờ mình sẽ chốt lại cho mọi người đoạn thứ 2 nhá. Từ đầu, từ đây. Ok. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên, chậm thả chắc, chừng chừng chắc, and 5, 6, 7, ok, ok, nào lần nữa này, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên, cha cha cha, cha cha cha, and cha cha cha, ok, yeah, yeah. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng nhau ghép lại từ lần cuối để kết thúc lại điệp khúc nha. 5, 6, 5, 6, 7, 8, chiêu, chắc, 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yeah, yeah, ok, ok. Vậy là mình, cô Hiền cùng với mọi người đã cùng nhau tập đoạn điệp khúc của bài Candy Big Moon. Vừa rồi thì mọi người có những thắc mắc hay là có khó khăn gì trong quá trình tập luyện thì hãy comment dưới cho chúng mình biết nhé. Và hãy like, subscribe kênh để ủng hộ mình nhé.